Mụn nhiều quá mà từ từ cứ từ từ đi vào trước giờ mới được tháng nha má. Nôn lắm. Đừng có cả tháng rồi mà tháng vẫn kiểu thăm thăm. Thì đúng rồi, thăm đi phải nửa năm hết chứ có mà hết tiền được. Nửa năm. Ừ. Chứ mua thuốc tiền mà hết nhanh được. Hợp thuốc của cô bôi mà kiểu hóa nâu đậm luôn. Có cần thay không? Màu tại bị cắn của màu rồi.
gọt đi chỗ khác đi. Cho cái máy gọt sau lưng đó. Đủ rồi đó mà.